Tao chả thấy cái hôm nay tôi chuẩn bị học qua cái một cái bài về cái ngũ cầm hí, mà ngũ cầm hí nó cũng lấy trong cái chân lý của kinh dịch ra nó dạy á, chứ không phải đơn giản đâu. Cái chân lý kinh dịch là cái lạc thư, cái lạc thư là cái gì? Cái lạc thư là một cái bí kíp ngày xưa đó, nó có con số nó hiện là do cái con rùa nó mang lên trên lưng đó. Con lưng ấy, thì trên con lưng con rùa nó có một cái mã lưng con rùa nó vậy đó. Rùa hai cái chân đó, cái đầu thì cái chữ đây là hai này, bốn này, để ý này, nó có hai là sáu tám, còn đây là một ba năm bảy chín. Chín là cái đầu, cái một là cái đuôi, còn này là con rùa nó có hai cái ngạnh hai bên đó đó. Cái này cái khi con rùa bò lên trên lưng nó có những cái chấm mà người ta đếm là cái chấm này, nó gọi là con rùa thần ở dưới sông sông Lạc, sông Lạc nó lên. Thì cái bản mã này khi mình học mình phải nhớ làm sao nè, mày cái dưới này là một ba năm bảy chín. Cái này là cái gì? Chính là cái tạng phủ con người, số chín là cái quả tim, mình thấy quả tim nó đứng ở trên dưới này. Số một là hai quả thận, đây là lá gan bên phải của người, cái đầu người đó, người đó. Tim gan thận đầu tiên đứng số một ở dưới tính lên, xong cái gan, xong cái bao tử nằm đây, xong cái lá phổi nằm đây đó. Thấy nó trình tự không? Cái này nó bao tử, cái này gan, thì người ta đếm là một ba năm bảy chín theo thứ tự dưới lên. Thì cái số một thận thì nó đi với bọng đái là số hai, gan đi với mật là số ba, số bốn, bao tử đi nó là số sáu, phổi đi với ruột già là số bảy tám, tim đi với ruột non là số chín, là tim chín đi ruột non là số 10 đó, nó ra vậy. Thì cái này, cái bản này chính là cái vị trí của tạng phủ trong người. Thì cái số 1 này là cái quả thận. Cái thứ hai, cái từ chín tới lên tới cái hai là cái gan, cái ba là cái bao tử, bốn là cái phổi. Thì Hóa Đà nó tập cái công, cái tại sao nó theo cái lý luận này, trong con người cái thận á, khỏe thì người đó tính toán giỏi lắm, cái tính toán, cái là lên kế hoạch giỏi lắm, không? Cái thứ hai người mà gan mạnh thì bỏ tiền nó làm ăn nhiều hay ít nè, là đầu tư đó. Để ý cái người gọi là có gan nó làm giàu. Cái bao tử là cái gì? Là có lợi lời, nó tính và nó có lời bụng đó. Kiếm được ăn không, kiếm kiếm được lời không, lời kiếm ăn được á, cho là bỏ vô bao tử đó. Thì cái là cái thứ ba, bởi vì cái thận nó dính tới tính toán, cái gan nó dính tới bỏ tiền ra của con người đó. Còn cái là kế hoạch, một cái plan hay là một cái kế hoạch viết viết ra. Còn cái lời là mẹ tiền, kiếm được tiền là bao nhiêu, đầu tư là tổng số tiền bỏ ra. Rồi cái phổi á, là thở, tức là thời gian làm việc, thời gian để đạt cái kế hoạch này. Tim là khen thưởng, thì nếu làm ăn thời được mình tự khen mình, dùng vô mánh rồi đi nhậu như vậy. Còn mà thất bại rồi mà ngồi rầu thì cái chỗ này là cuối cùng, thì cái này gọi là năm bước khí của con người. Trong con người nó xảy ra hàng ngày như vậy, năm bước khí. Bước khí khi bởi vì con người phải làm ăn vậy á, thành ra nếu mà thất bại nhiều thì sẽ bệnh tim, nghe không? Làm việc nhiều mà không thành công sẽ bệnh phổi, lao phổi, nghe không? Làm nhiều nhiều mà không có lời rồi mẹ cái bụng bệnh là bao tử đó, là bệnh bao tử. Thằng bệnh bao tử là thằng đó kiếm lời không có nhiều, không có tiền, tức là những đó có một ăn bữa no thì không có tử mẹ này. Hay lắm. Còn cái gan này không có tiền không có nhiều, đầu tư ít, cái gan không có bự, tức là bệnh gan đó. Cái thận là cái gì? Là cái kế hoạch, tức là tính toán, không có giỏi là bệnh thận, chơi bời nhiều mà chiều chiều anh không có tính toán được mẹ, là bệnh thận. Thằng này là bị gái này, thằng này chơi gái nhiều này, thằng này nhậu nhiều này,
thằng này là mà ăn dưa heo ăn vũ sụp sụp nhà luôn. Còn khổ là cái thằng mình làm nhiều mà không có đạt kết quả, không hiệu suất cao, tức là cái năng suất thấp, nó làm rất nhiều mà không có tính toán là nó nhẽ làm nào có lợi thì làm nào ít, anh không tùm lum anh bệnh. Thằng tim này, thằng này là làm mà không, cứ cắm cúi làm cả đời không được ai khen gì, đồ là bệnh tim đó, là cái đó là cái đó. Thì họ đã mới phát hiện những cái hành động con người dính tạo. Thành ra khi mình học thứ nhất thì ông thấy con gấu nó mạnh mạnh thật, chứ không phải là thận nha, để ý ông thấy trong thiên nhiên con gấu mạnh thật. Số 2 là con nai nó mạnh cái gan. Gan là cái gì? Là cái máu, máu nó dồn lên cái đầu, nó có hai cái sừng dương, có hai cái sừng đỏ 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 nó làm bỏ rượu thú đó. Còn con thận, con gấu là nó mạnh là sao? Khi thận mạnh thì nó tạo ra cái mật gấu, mật là gan đẻ ra, thấy không? Gan là thận sinh ra gan đó, thận sinh ra thịt, mật này là bổ. Cái thứ ba là tới con khỉ á, con khỉ là cái bao tử nó khỏe lắm, thỉnh ăn bậy tùm lum ánh giờ đau bụng đó, con khỉ đó. Thứ tư là con cọp. Con cọp tại sao? Cái da của nó là không cần thuộc, lột ra xài liền, thấy kệ thiêu lột ra đồ làm áo liền mà không bao giờ nó mục, thấy không? Thì cái da nó mạnh lắm. Cái này chính là con cọp. Ông để ý ông thấy năm con chim, chim là nó trên cao nó bay xuống này, nó không bị huyết áp, gọi là chơi chơi cảm giác nặng cao vô xuống nhẹ. Thì cái con chim thành đạo nói phải coi con chim tập sao, con cọp tập sao, con khỉ tập sao, con nai tập sao. Ông để ý mỗi con loài thú nó có hai cái động tác làm cho khỏe, nó làm cho người nó khỏe, hoạt động phân tập. Con gấu á thì nó đứng hai giờ nó vờn, nó ra khỏi hang đứng nó nhìn mình, nó sẽ xoay cái đó để làm gấu chào ra khỏi hang. Con gấu thứ hai, loại con gấu thứ hai là anh đi, nó đi chậm chậm rồi đó, đi anh cả nệ cả nệ, nghiêng người này nghiêng người đó, gọi là gấu đi. Không thấy hai cái mà cái này không phải là nó đi, nó đứng một chỗ nó cũng vậy, hay vậy lắm nha, để thôi vậy đó đó. Hai cái động tác nó khỏe, ông chế là bài đó là bài nó gọi là con gấu đùa, hay là gọi là hùng hí. Tiếng Trung là hùng là con gấu, hí chữ hùng tức là anh hùng, thành mà chữ hùng này tức là đánh bóc, cũng là võ, là một con võ của con gấu, đánh bóc là thế đánh của con gấu. Cái hí này nó vui đùa, thành là cái thứ thức thứ nhất mình học của ổng là hùng hí. Thức thứ hai là tới con nai. Nai hí là gì? Con nai nó hay là nó để ý, nó lâu lâu nó lấy cái sừng nó gạt con cá vào, ông thấy Được. rồi là nai gạt sừng. Có hai động tác nó thường thấy đó. Thứ hai là hai con nai lấy trứng từ xa nó lùi hút nhau một cái, nó gọi hút sừng. Hai động tác ông nghiên cứu, hai động tác này dính với sức khỏe đó. Rồi ba con khỉ á, nó có cái gì? Con khỉ có cái gì? Nó giật đồ ăn á, mà tới gần mất liền. Cậu bị kẹo để đâu mất liền, đâu là vua giật đồ ăn, đâu mấy con kỹ nhanh lắm. Cái thứ hai anh hái hái cái cây anh nghe vậy, cái tay anh nhẹ anh móc vậy đó, anh hái từ nãy vô vậy, anh rồi gọi vậy lên, anh cái tay anh không có bức mà anh lấy cái cuộn méo anh giật cái cuốn, anh chụp cái trái người ta hay cầm cái trái bức ra con khỉ quá này nè nè, nó vậy luôn nè, chụp vậy đó, cái tay đó là khỉ hái hai cái cây, khỉ hái cái cây. Cái này là chuẩn bị vô cái bài của thế giải đó là lý thuyết. Thứ tư con cọp. Con cọp thì nó có động tác, nó có thứ nhất là nó vờn mà đứng lên đó, con mèo nhẹ mày đưa cái gì chứ banh tới cái tay nó dài rồi gọi là vờn đó, đồng ý này. Nó đang luyện vờn là gì? Nó luyện nó móng tiếng đuôi mèo nát nhà mày liền, thấy không? Cái thứ hai là nó vò, coi để ý nó vò là cái tay nó để nha, cái xe nó móng được nó bấu vô cái vải vô dính vô cái này, rồi nó cuốn lại giật à, tức là con cọp nó có một cái động tác làm khỏe người là bấu trước, bấu rồi cuốn lại
dứt đó thế vậy. Con cáo đó là ông thấy cái này có ba động tác làm cho khỏe. Năm chim, mày thấy chim nó ăn một cái mỏ cúi đầu xuống đụng mấy ngàn lần ngày sao nó không có bị, mày cúi xuống ra 10 cá chết mẹ rồi. Mà tự giờ mày cúi xuống mày ăn gạo nguyên ngày cho tao đủ cái mặt mày bánh cành cái mặt mày cúi vô cái mặt mày đỏ nát thì khi cúi xuống cúi lên mạnh tim cái thằng yếu tim cúi xuống là thúi đi thằng mạnh tim ổn nó nhảy nhảy thành ra cái đó gọi là gà mổ. Ông phát hiện nó có thức gà mổ. Cái thứ hai nữa là con gà nó dỗ cái cánh phải không, thành ra tức là cái tay mình dỗ như cái cánh gà thì mạnh tim đó tìm ra hết các kỹ thuật rồi. Bây giờ hôm nay mình học mà muốn học cái đó thì bài đầu tiên phải luyện cái ngón tay mình. Bây giờ cái bàn tay để ý cái bàn tay bàn chân của mấy loài thú này. Bàn tay gấu làm sao mình phải làm cho ra nha. Hôm nay chỉ học cách cái kiểu bằng kiểu là cái bàn tay bàn chân của tụi nó làm cho giống tại khi lớp tập á, mà làm không có được thì tập không có được. Hôm nay phải học bàn tay gấu phải làm sao, bàn tay nai phải làm sao, bàn tay nai và bàn tay và chân nai nó làm sao cho nó giống, mà khi nó làm vậy khí nó sẽ chạy. Cái thứ ba là bàn tay của con khỉ mà phải để ý bàn tay nó nha, mà nói vậy mà để ý nó có cái kỹ thuật là hay lắm. Cái thứ gấu nai khỉ xong tới con cọp nha, bàn tay cọp bây giờ giờ xong tới con chim. Thì giờ bàn tay gấu là cái gì, con gấu nó có một cái đốt xương à, nó vậy không à. Thì giờ bàn tay để nghiêng, bàn tay gấu là sao, bấm lại vậy mà không được chui vô cái lòng bàn tay. Con gấu nó không giờ nó chui cái bàn tay nó chui trong á, nó nằm ngoài không à. Đó, bây giờ mày làm sao bóp vô mà nó không chui trong, rồi mình mở cái khe ra nó mở rộng ra được, cái khe nó mở không được là cái tay nó yếu. Bốn bốn cái khe đó mà kêu ra coi vô cái chục cái khoảng 24 cái mà không được mỏi nha. Đúng. Vậy nè, một hai ba bốn, bấm cái này chặt lại, cứ mở khe này nhé. Một đó là cái đầm tay gấu tập đi, mà cái tay không được mở ra phải đè sát cho nó mặt bàn như này, rồi mình mở ra co lại cho nó sát sát vô, rồi sát vô cứ vậy đây làm một hồi coi khí nó chạy à, ghê lắm. Cái đó là bằng tay gấu đó, cái vậy. Động tác thứ nhất là một nè ha, hai xòe, một này một xòe, co xòe co duỗi, cứ làm tới lui vậy nè, mở xem tay tập tập khi nào mà mấy cái đốt xương nó rêm luôn. Đó là bài thứ nhất, đó là tay gấu. Tay nai là gì nè, bấm bằng tay co hai ngón lại mà hai ngón kia phải duỗi ra được nè, mà nằm ngang chứ không có gục xuống nè, nằm ngang như này nó dưới máy bay chuẩn bị cất cánh vậy đó, mà hay làm mà lật lên ở dưới nó phải sát vô không được, nó mở càng là cái bàn tay lên coi lật ngược lên đó, nó phải nằm ở cái kia phải duỗi hai ngón kia duỗi tập đi, tập cái đó hồi là máu lên não. Nếu mà tay này tập tập được thì máu lên não, còn tay này nhiều là máu vô gan, bằng tay gấu tập hồi máu khí nó vô gan. Tập cái này không tin mà để vậy nha, mày để úp lại vậy nè thì duỗi là cái máu lên đầu duỗi là trước đó, máu chạy lên não thấy liền hay lắm. Đó là cái bằng tay em là hồi cái nọ mặt nó sừng lên, cái máu nó dâng lên não thì chỉ làm cái con bằng tay này của ổng chế ra nó phải nóng vậy không nè, mà nó ngược chiều nó phải vậy chứ không có co tại mày chưa cái ngón tay mày chưa xịu xịn xịn một cái mà đẩy một cái mà là nó hết thiếu máu não liền. Còn tay khỉ nè, tay khỉ mà làm vậy mà có cái thanh ba phích mày móc lên mà mày đu được là mới được, còn mày móc lên không được là thua, mà móc có một cây nha. Này, cái cây thanh ngang móc nha nè, đu lên mà nó móc bằng cái cổ tay chứ không nắm bằng tay con người ấy, cặp cái cây nắm gì con khỉ nó móc vậy thôi, móc vậy đó là cái bằng tay khỉ là một. Còn tay cọp nè phải để vậy nè, chè bấm cuốn giật tập vậy lại nè, chè bấu cuốn giật cứ làm như thế nào 36 cái là biết, hồi cái tay chân nó cứng ngắc à, nó thành cây cọp à, cái làm vậy thôi, bóng cuốn cuốn vô thành cái đấm
rồi co vô đó, rồi xè ra nè, bấm cuốn co vô, tập mỗi cái 24 cái, tập hồi xịt mồ hôi hộp à. Đó, bằng tay cọp rồi bằng tay chim nè, để bằng tay chim nhẹ co lên phải đứng nhẹ. Nào, rồi dính lên phải đứng ngược hai đâu. Một nè, để nhẹ cái một này, cái có cái mỏ này, cái này là cái mỏ chim, còn cánh chim nó ngược ngược lên trên đó, nó cánh chim, còn mỏ chim cái này là mỏ vừa làm cánh, hai cái ngón giữa làm đi, không được thì khỏi, không học được bài đó đâu. Nhấn lên, nhấn lên cho nó rung với thẳng bằng. Hai cái này nó nằm ngang nè. Đó, không được. Rung 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 rồi khí khí chim tới là dính tới tim mạch yếu thì nó làm không được. Nó là năm cái đó. Đó, nè. Phải làm nhanh một. Cái kia làm dễ rồi. Đó, thì tập đi. Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai, một. Làm thiệt nhanh. Mới nào chậm rồi nhanh dần lên. Chưa luyện được thôi. Thì tập á, tập trong tuần sau, tại khi tập cái bài của không khí, khi cái tay đang chuyển động nó lú ra lú vô, cái ngón tay nó cựa giống như con nhện vậy đó, thành ra không có đứng yên. Trong bài ngũ cầm khí độc đáo nhất là ngón tay cục cựa khi tập. Con gấu nó cũng vậy nè. Đó, con cọp. Khi nó tập nó là nó mấy cái ngón tay nó cục cựa hết. Cái chân nó bám xuống đất. Đó. Thì cái bài đầu tiên khi tập là phải tập khí vào đầu ngón tay là tập vậy. Đó là cái ngón tay về tập nha. Còn cái luyện khí khi mà tập nó sẽ đau nhức lắm. Thì phải phải tập vuốt khí này, khi nó tập vô và tập này đó, hồi nó mỏi thì vậy nè, vuốt cái khí này. Giống như con khí này vuốt nó xuống, cái bàn tay không được dứt ra phía trước, cái vậy thôi nè, ngước lòng bàn tay vô vuốt lên trên, ngước bàn tay vô vuốt xuống, mà đứng làm sẽ thấy để thứ mày còn ngón tay mà hồi nó mỏi đó, mày qua cái thớ lui đi nó mỏi. Rồi bây giờ mình xòe giống như cái kiến này nè, đứng nè, vuốt bằng tay song song mặt kiến hoài rồi. Rồi ở dưới ngước này cũng sát sát là đó, cái bàn tay nó phải song song, không không có được có cái khe hở, nó phải song song nè, chứ không có nó hình hình tam giác gì không được nè, nó song song như nè, quay lên cũng vậy á đó, để rồi nó hồi ngón tay nó máu nó chạy vô nên nông động cái này sát nông tay sát cho tường. Một cái lúc mỏng thiệt mỏng, mà không cái bàn tay luôn song song với mặt thẳng, chứ không có kê ra kê vô đó, vuốt mà hồi sẽ thấy nó ngón tay máu nó chạy đầy vô trong đó, gọi là vuốt kiếm, mà không cho nó bật ra bật vô, cái hồi nó ngồi có thể cứng nhắc rồi đó. Phải luyện cái đó phải một tuần, và luyện năm ngón tay xong tuần kế là bắt đầu vô tập con gấu mới được, không có con gấu tập được, khi tập là cái bàn tay của chân. Mà khi tập bài ngũ cầm hí á, là cái chân phải cục cửa, cái tay cục cửa cùng lúc. Con người ta biết làm cái tay mà cái chân không cục cửa. Ví dụ mình nắm cái gì con cọp nó lôi như này ha, thì cái móng chân ở dưới này nè. Con người là lôi cái tay cái chân em luôn. Khi tập phải thành phản xạ nó mới được. Dù thức con cọp nó vồ ra vậy, cấu vô cái chân như thế. Ngón chân ở dưới phải bấu như đó nè. Phải cùng lúc, mà khi nó bấu vậy đó, mày tưởng tượng giống như mày đi trượt tuyết đó, là cái dây nấu cái chân chịu dưới này ngửa ra nó căng như nè, giống như mày ra mày nắm cái ban công cái mình ngửa ra mày chịu cái nông cái chân đó, đó tập vậy đó thì nó mới mạnh nè, tập vậy đó. Thì cái khi mà phải lấy con khỉ hay con đó, giống như đứng đứng mà cái dây ấy nè, bởi vì dù không có biết cái bạn cũng thấy nó tập khác người ta nè, khi tập cái nè. Nghe không? Đó, chịu vậy đó, nằm cái chân chịu vậy đó nè, bấu nha, đó nằm cái chân bấu dưới, còn người ta chịu bấu thì cái chân không có bám. Mày tới mày bà làm thử coi, nó căng lắm, khí nó thông cái bài ngũ khí nó thông 16 đường kinh lận. Mày bấu bấu vô cái nó, mày bấu vô rồi mày chúng ra mày nhón bằng chân lại coi khó, mà chỉ để một hồi nó đã khỏe khi vậy thôi. Nó loại ngũ cầm khí nó tập vậy, thấy không? Không có làm mẹ hết, chỉ ngửa người ra bám nông cái chân nó tay bấu vô cái ngửa cái
cái bài hồi nãy là bài tỉnh, cái bài vuốt kiến gọi là tỉnh, vuốt vuốt vậy tôi khiến nó thông. Còn bài níu vậy là níu khi tay níu chân phải níu thì gọi là động. Cái đó động từng con thú này làm cái vậy lúc qua là lúc mình tập xong là mình vuốt kiến, là vuốt là tỉnh cho nó thư giãn. Còn căng là hồi nãy nó luôn ngửa đâu. Giống như ra mình đỡ mình công mình lôi cái bên công công cái thanh sắt luôn cho tao rồi cái thả ra cái vuốt bằng tay mạnh lắm. Là hai cái thức đó gọi là tỉnh và động của ngũ công hí, là cái thức lại động là cuối cuối vậy đó. Còn tỉnh là vuốt kiếm, mà vuốt cái tay không song song không có được, nó hình tam giác ra nó dày luôn luôn song song vậy nè, thấy không? Nó lên cái gì chỉ ráng thử hồi là thấy khí nó chạy liền. Vậy là lúc tập xong rồi mình mới vuốt là thư giãn. Ừ, nó thư giãn hồi cái tay nó không có nhức á. Đấy là tập hết 5 bài xong rồi mới vuốt. Năm ngón tay á, mà phải làm cho đúng nè. Một này nhớ nè, gấu nè, nay nay nó có trình tự là một, thấy không nè, một nè, phải coi cái kỹ thuật của nó, cái bàn tay vậy. Một tay gấu nè, hai và thấy không, xòe ra. Còn tay nay nè, một nè, co là nè, hai là bấm vô là nó gật, nó gặt cái sừng cá nhả ra thả này. Một là nha, co là làm cái sừng, còn cái này là hút sừng nè, bấm vô nhả ra là một hai ba hai một. Nó phải đọc về mỗi cái làm nha. Nó là tên ai, tay thứ ba tay khỉ nè, thế là để vậy nè. Nên ở dưới nó leo cái sợi dây, phải có sợi dây mới thấy kỹ thuật của nó. Con khỉ nó ghê lắm, nó leo dây á nè, cái dây mày cầm, cái dây mày cầm lửa lên nè. Con người ta khi mà cầm dây nó không chịu con khỉ đâu, phải hiểu là mới thấy hay nè. Người ta dụ tao nhảy, tao tập răng tao nhảy vậy tới chục vậy không, khỉ không có đâu nè, dính liền, không bao giờ tự tập khôn lắm nè. Thì ra mày cầm cái kem nó chụp mày, nó không có chụp vậy, nó vậy nè, mất kem này liền. Mày kéo đâu cũng bị nó chặn cái đường lui của mày trước, rồi nó gục xuống nó chụp này nè. Còn như mà có cái hay là nó dính vào cổ tay, thành ra khi mà người mày mày phòng cháy chữa cháy trên lầu này, lúc nó leo vô dưới mày không được, mày leo bằng cái dây vậy, mày phải leo vậy nè, thì không bao giờ nó tụt tay hết á. Nó đu vô vậy nó hái cái cây. Còn mình cầm cái tay làm sao mình hái trái cây tới tốt, thì nó khôn vô nó để nè. Nếu mà mày yếu mà hai vòng luôn mà cái tay nó siêu méo vậy, nó đứng vậy là dính rồi đó, nó đuôi. Còn mày nắm vậy là hồi mày mỏi mày tuột, bởi vì nhiều người mà lầu nó đang cháy thấy rồi đu dây mà thả rớt là chết, chịu không nổi, mỏi quá. Còn vậy không bao giờ mỏi nè, xuống ở dưới nè, đó nó xuống vậy đó, cái dây nó leo nè, ở dưới thì nó móc vô, còn leo lên thì trên móc ra. Nó leo lên trên thì nó dài nè, lên, còn ở dưới nó tuột xuống thì ở dưới nó dài nè, ở ngoài nó bắt vô đó, rồi xuống nữa ở ngoài móc vô, còn lên thì ở trong móc ra. Hai cái móc của bàn tay mà nó móc nó không đồng bàn tay mà nó vô cái cổ tay đó, thành ra nó leo nó không dở tuột. Thành ra khi mà leo dây mình nhớ phải dùng cổ tay, còn mà leo bằng cái này là thế nào mình cũng té, tại hồi nó mỏi đun một hồi là chịu không nổi tay khỉ. Còn cái tay cọp là phải ngồi bây giờ nè, cọp làm sao mày để về nè, mày bấm nó phải dây mới vô nè, còn dây thì chưa vô rồi bấm làm sao này đó. Thành ra cái người mà luyện hổ hổ công cái móng tay đầu nhớ nhọn hình ông giác để vô bả bấu vô cái dính này cũng rất là quá rất là. Thành ra cái ngón tay người mà luyện hổ 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 hí cái đầu nó nhọn, nó chuốt thì nhọn 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 dính liền này cái vải để con mình về nó tuột. Còn nếu có cái móng chính liền nè, nó giống gì rồi nó cuốn vô về thì chặt lắm, nó mới giật ra thì cái gân mà nó mạnh đó là cái tay cái gì. Một hai ba, một hai ba, mà cái chữ chân này, chân thì xiết ở dưới đó là phải xiết giống hồi nãy. Còn con chim á, nè mày đứng vậy nè, nè cái, thấy không? Tức là cái mặt mày cúi xuống mày mỏ,
cái đầu cúi xuống coi mấy lần để cái tức là mày ăn cơm không cùng đũa, ngày nào cũng ăn, cũng vợ mày nó coi lọc thật kim hí là vậy, cứ dậy ăn đi, cúi xuống ăn, đứng lên cúi xuống ăn luôn, mày ăn hết bữa cơm bằng cái đầu, thôi nửa cái mặt mày nó đỏ như con gà mấy máu cái lên mà không đỏ. thì nó thành ra còn hồi trước ngày xưa có thằng mà cái mặt nó đỏ là luyện bài nó không, mặt nó lúc nào cũng đỏ như là gừng, tập lâu ngày nó đỏ luôn, không có trắng đỏ gì. Máu nó lên, nó chạy lên máu xuống là, đỏ. Máu lên nó mới ghê chứ. Máu lên thì thấy con gà làm sao nó mặt nó hết đỏ, con gà trống như con gà mái mặt nó đỏ lên. Mà lên thì ghê đúng không? Không Nhưng bị mà tăng thông nữa. tập vậy mới hay, mà người ta không không Nhưng mà sao làm gì có tăng thông không? không bị hết, tập lâu ngày không không Nó đỏ mà không?